Lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác có niềm đam mê bẫy cò vàng trong cả nước nhé. Hôm nay cơ sở bên em xin giới thiệu tới các bác một mẫu keo chuyên dùng để đánh cò vạc. Và bây giờ là cái thời điểm các tỉnh thành miền Bắc cò đang đi rất là mạnh, nên hôm nay em xin giới thiệu tới các bác mẫu keo này cho các bác dùng thì rất là ok. Keo này là keo A1, có màu trắng trong, độ bám dính và độ chống chảy rất là cao. Cho nên khi các bác dùng lại keo này vào cái thời điểm này thì rất là tốt. Và hiện tại bên em còn cung cấp cả những con cò giả và những con vạc giả như thế này nữa nhé. Ngoài cái mẫu cò giả và vạc giả này, bên em còn cả lan cắp quang và que tre để phục vụ cho các bác trong mùa bẫy cò năm nay. Quay lại cái mẫu keo này, bên em đã đóng sẵn vào hai mẫu lọ. Thứ nhất là nửa kg và thứ hai là 1 kg. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì đặt hàng theo số điện thoại em để ở góc màn hình video. Hàng đến các bác có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và một video ngắn giới thiệu về mẫu keo đánh cò vạc đến đây là hết. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.